sẽ lấy hình của đây mà giọng nói của ba. Rồi chú lồng tiếng rồi, chú lồng tiếng. Nói chung là con cái thích thì mình cho nó, nhưng mà chú vô chú thấy con làm như vậy chú cũng hài lòng. Thứ nhất là cái gì mà nói với trên lĩnh vực làm ăn mua bán mà con làm như vậy thì chú rất là hài lòng. Với hơn nữa là con cũng có uy tín và đồng thời cũng có được cái tình yêu thương đối với anh em, cho nên con mới để cái thời gian dài cho em như vậy. Cái điều đó là chú rất trân trọng. Chú rất trân trọng. Với hơn nữa là con làm ăn mua bán như vậy, mua bán xe như vậy, rồi mà con có cái tâm như vậy là chú rất ủng hộ con. Cảm ơn chú. Rồi. Hello anh em, nó quay trở lại với kênh của Minh Baker. Em coi trên cái nút kia nó có đèn sáng chưa? Nó ăn chưa? Mở chưa? Rồi mở rồi, rồi ok. Rồi thì bữa nay một gọi là phải gọi em là gì đây, quên rồi. Em thôi được. Một đứa em tới đây đặt cọc. Mà bao nhiêu lâu rồi ta? Hơn tháng á. Dạ, một tháng. Hơn một tháng rồi mới tìm được chiếc xe. Và đặc biệt là cho anh luôn cái sự lựa chọn. Thì quay qua quay lại thì anh chọn con này. Đó. Thì giới thiệu tên tuổi coi. Dạ, mình tên Khoa. Mình tên Khoa, xin chào mọi người. Năm nay nhiêu tuổi? Dạ, năm nay sinh năm 2000. Sinh năm 2000, được ba tặng à? Dạ, ba tặng. Tặng cho xe. Nhân dịp gì? Nhân dịp bình thường. À, thích là tặng gì hả? Có ba vậy là quá ngon rồi. Thích là tặng thì mình cho anh hai sự lựa chọn. Đa số anh em tới đây đó là nếu như mà có hai xe thì mình sẽ đều cho sự lựa chọn để mình chọn con xe, tại vì cái đó là ưu tiên của được những người cọc đến mình cọc xe đó. Thì bây giờ mình quay con nào trước ta? Hai con của em bây giờ mình muốn nói về con nào trước? Con kia đi. Qua con kia, anh em mình qua con kia. Con này biển số Sài Gòn, nhưng mà nó tại nhà hơi chật xe nha anh em quay rộng ra cho mấy anh em xem. Nó biển số Sài Gòn nhưng mà nó không có đồ chơi, nó không có đồ chơi nhiều. Nó chỉ có cái bộ jean chống đổ, rồi xi nhan, rồi ớt này nọ thôi. Bát biển số. Thì em không có thích nhiều bằng cái con kia. Đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ qua con kia cho sự lựa chọn nha, quyết định kỹ nha, không có hối hận á. Một khi đã đưa ra quyết định là phải quyết định. Rồi. Thì con này có đây, có cây ảnh khoái là ảnh khoái cây bô độ nè. Thấy chưa? Quay ra đây xem. Đó. Rồi. Mới toanh. Giống như mà mua ở trong hãng luôn á. Odo 3000. 3000 đúng không? Con này bữa là 3000, anh nhiều xe quá giờ anh không nhớ nữa. 3004. Bữa giờ ra dắt qua dắt lại nó có lên cái km nào không biết. Không, 3004 12. 3004 12. Đó. Con này có bô độ. Đâu mình đề lên cho mấy anh em nghe cái hình như cây này có tiêu ở chổng ta. Đúng không? Nó rung rung lại có cây tiêu ở chổng á. Chắc em về em tháo tiêu à? Em tháo luôn. Đâu nạt nhẹ nhẹ coi. Rồi, hàng sớm em có khó không? Em đường rộng lắm. Ừ, tưởng ấy không thôi giờ mất tình làng nghỉ sớm. Vô độ. À. Rồi giờ, chú thấy sao giờ khi mà mua cho con chiếc xe này? Chú thì đừng có quay chú, hiểu không? Quay giọng nói thôi. Bây giờ mình lấy sẽ lấy hình của đây mà giọng nói của ba. Rồi chú lồng tiếng rồi, chú lồng tiếng. Nói chung là con cái thích thì mình cho nó, nhưng mà chú vô chú thấy con làm như vậy chú cũng hài lòng. Thứ nhất là cái gì mà nói với trên lĩnh vực làm ăn mua bán mà con làm như vậy thì chú rất là hài lòng. Với hơn nữa là con cũng có uy tín và đồng thời cũng có được cái tình yêu thương đối với anh em, cho nên con mới để cái thời gian dài cho em như vậy. Cái điều đó là chú rất trân trọng. Rất trân trọng. Với hơn nữa là con làm ăn mua bán như vậy, mua bán xe như vậy, rồi mà con có cái tâm như vậy là chú rất ủng hộ con. Cảm ơn chú. Rồi thì bây giờ là muốn lấy xe luôn hay là sao? Muốn lấy luôn. Lấy luôn rồi bữa sau qua ngày 7 đi. Ngày 7 rồi qua thăm anh lại. Làm gì quên rồi. Bữa nói là làm gì? Đi sơ lại thôi.
lên chơi sơ nhẹ nhẹ đủ maximum 150 đúng không? Dạ. Ờ ok. Thì bây giờ mình sẽ dắt xe xuống cho anh em nó chạy thử vài đường. Cái này cái xuống xuống một bãi qua làm cái này hả con? Dạ. Dạ. Dạ dạ. Vài bữa ngày tới ngày đó làm luôn, đúc cho xuống đây. Đó, đúc cho nằm dưới đây nè. Đó, coi. Đó quay cho anh em coi xe vòng. Đó. Quay vỏ điếc rồi như mới. 3000 mấy là xe như mới nha anh em lưu ý nha. Chạy không bao nhiêu hết đó. Rồi. Em dắt xe xuống luôn cho anh em nó chạy thử vài vòng luôn. Rồi ok. Đây, đó đang video xe xuống nè, rất là đẹp. Thấy không? Thấy vô hình nó còn long lanh đúng không? Em nhìn trong điện thoại nè. Long lanh không? Sao háo hức hả? Từ từ, xe chưa có cà vàng cứ từ từ. Mua xe mới phải chịu thôi, từ từ. Xong cà vàng xong rồi đó, anh qua kiểu ký liền. Con này cũng 2000 nè. 2000. Mà nó thích kiểu nét. Nhưng mà anh lại thích kiểu này, anh không thích R15. Đi học đồ. Rồi. Xuống chạy thử vài vòng nha. Mới giờ vòng rồi mình mới chạy về, chở quen xe trước à. Rồi bây giờ lăn bánh đó, chuẩn bị bánh dơ đó. Rồi. Lên đi, thử vài vòng. Không, xăng nó còn nhiều lắm, nó gì á. Cái là đèn ưu tiên. Đèn hai giác á, ta gọi là hai giác. Máu không? Máu không? Có ba ở đây mà máu ghê luôn. Rồi sao? Dạ. Sao? Dạ gì vậy? Sao là sao? Ủa sao nó cao quá vậy? Sao nó cao, hơi cao quá. Bình thường mà, tướng vậy ngồi hộp rồi đó. Chạy luôn. Chạy lên luôn, đề chạy lên. Đề lên, bỏ số 1. Rồi, bỏ số 1, thả con lên. Đó. Tướng vậy là hợp rồi. Ok rồi, đẹp rồi. Cái này nè là anh tháo ra, anh xài chì thôi. Dạ. Không, cái này tại anh để chân anh mới chứ em chạy á là sẽ đánh đung 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 là sẽ chạy cái này, đúng rồi, không? Cho anh làm. Ừ. Chạy bảy làm là ấy. Ừ. Chạy bây giờ anh hỏi lấy cái ký giấy nữa. Dạ. Phải ký giấy. Ký giấy xong rồi. Hoặc là vậy nè, ký thẳng mua bán luôn. Ký thẳng mua bán luôn. Khi nào em thích ra tên thì ra, còn khi nào em thích bán cho anh thì bán, nó dễ lắm, hiểu không? Ký mua bán là ký thẳng mua bán là xe em mua rồi đó, hiểu không? Ký thẳng mua bán luôn, khỏi cần ký quyền. Thì sau này em không thích nữa thì em quay lại anh thì hủy tờ em mua bán đó là được, không cần gì hết đó, hiểu không? Chỉ cần hủy cái là xong, nó đơn giản thôi. Nó ở đây hỗ trợ đơn giản nhất có thể cho em. Rồi bây giờ thì anh lên anh đưa cho em cái cà vàng rồi em chạy về xong. Ngày 7 đúng không? Ngày 7 là thứ mấy? Trước ngày 7 em nhắn anh. Ừ nhắn trước rồi. Mấy ngày trong tuần văn phòng mới làm việc nha. Dạ rồi. Dạ. Rồi. Cái này nhớ tháo ra nè để nó quẹt. Còn này là cái mã mà khi mà mình mất chìa khóa mình qua hãng cho nó đánh lại. Dạ. Đó. Còn này tháo ra. Tháo ra để chìa dự phòng. Nó còn hai chìa dự phòng nữa. Rồi. Xong. Bye bye anh em nha. Cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Baker. Ờ có nói gì về lâu lâu lên kênh có nói gì với anh em không? Chào anh em nhé. Em cũng
không biết nói gì hơn mày vui thôi. Rồi. Vui. Vui. Quá vui. Vui. Về bữa lên phân khối lớn. Đương nhiên rồi, chẳng lẽ mình chơi con này biết đúng không? Dạ. Phải lên xe to hơn, xe bự hơn, xe khủng hơn chứ. Đúng rồi, đúng không? Rồi. Rồi có hội R15 nào không cho anh vô anh chơi chung. Nha. Rồi, bye bye. Cảm ơn em nhiều. Tắt được rồi.